Bản tin sáng ngày 11 tháng 12. Kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị đã chọn Khỏe Tự Nhiên để cập nhật thông tin. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong bản tin sáng ngày hôm nay. Thủ tướng gõ cửa từng nhà buộc phải tiêm vaccine. Hà Nội ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Thanh Hóa yêu cầu người dân 4 xã ai ở đâu ở yên đó. Đà Nẵng thêm gần 200 ca mắc, tạm dừng đến trường với học sinh lớp 1, lớp 2. Thừa Thiên Huế lập cơ sở điều trị F0 không triệu chứng cho công an và phạm nhân. Xăng dầu giảm mạnh nhất trong vòng 21 tháng. Mở đầu mời quý vị cùng điểm qua số ca nhiễm mới trong ngày. Tối ngày 10 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 14.839 ca nhiễm mới, trong đó có 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước, giảm 481 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh thành, và có tới 8.843 ca là ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng ngày, thì Bộ Y tế cũng công bố thêm 216 ca tử vong. Như vậy, thì tính đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 1,38 triệu ca nhiễm với 27.402 người đã tử vong. Thủ tướng gõ cửa từng nhà buộc phải tiêm vaccine. Ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan không để thiếu vaccine và đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vét, hoàn thành tiêm mũi 2 trong tháng này. Thủ tướng nói, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vét vaccine, ai chưa tiêm buộc phải tiêm. Ai cương quyết không tiêm thì phải xử lý bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật, ví dụ như nếu không tiêm thì chữa bệnh phải trả tiền. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những ngày gần đây dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới hàng ngày có xu hướng gia tăng, số ca tử vong tăng tại một số địa phương. Và một trong những nguyên nhân là một bộ phận người dân chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được và hiểu chưa đúng về hiệu quả của vaccine, sau khi tiêm vẫn có thể bị nhiễm nhưng giảm lây nhiễm, giảm tăng nặng và tử vong. Đa số các ca chuyển nặng và tử vong đều chưa được tiêm vaccine hoặc có bệnh nền. Lãnh đạo chính phủ cũng lưu ý, còn nhiều dự báo, nhận định khác nhau về độ lây lan, động lực, tính chất kháng vaccine của chủng mới Omicron và không loại trừ việc tiếp tục xuất hiện các biến chủng mới. Hiện cả nước đã tiêm được 131 triệu liều, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 96% dân số trưởng thành, mũi 2 đạt 77% dân số, 57 tỉnh thành đang tiêm vaccine cho trẻ, đạt 6,4 triệu liều. 57% dân số từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1, 13% được tiêm đủ liều. Hà Nội ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Tối ngày 10 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày thành phố đã ghi nhận 863 ca mắc mới, trong đó thì có 272 ca cộng đồng, 478 ca tại khu cách ly, 113 ca tại khu phong tỏa. 863 bệnh nhân trên ghi nhận tại 226 xã, phường, thị trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thì Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 16.822 ca nhiễm, trong đó thì có 6.341 ca là ca nhiễm cộng đồng, số 10.481 ca đã được cách ly. Trước đó, thì trong chiều cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, phường Đại Kim vừa thông báo khẩn tìm người đã liên hệ và làm việc tại trụ sở công an phường ở số 47, ngõ 292 đường Kim Giang kể từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12. Và cũng cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định không cách ly và quay đầu xe với người đến từ Hà Nội. Theo đó, thì những người đi từ vùng dịch cấp độ 2 không bị yêu cầu cách ly khi vào Quảng Ninh hay phải quay đầu xe. Hiện tại, thì người dân chỉ cần tới khu vực nhà chờ rồi quét mã QR. Lực lượng chức năng kiểm tra lịch trình trên ứng dụng PC COVID nếu đủ tiêu chuẩn sẽ cho đi qua, không cần phải đóng dấu xác nhận vào tay. Tại Thanh Hóa, yêu cầu người dân 4 xã ai ở đâu ở yên đó. Theo ngành y tế tỉnh Thanh Hóa ngày 10 tháng 12, tỉnh ghi nhận thêm 192 ca mắc mới với nhiều ca trong cộng đồng và xuất hiện những điểm dịch mới, trong đó thì có cả các khu công nghiệp. Có 165 bệnh nhân phát sinh trong tỉnh và 27 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Sau khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới trong cộng đồng tăng, thì huyện Hậu Lộc đã quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch lên cấp độ 4 đối với 4 xã ven biển là Hưng Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc và Hải Lộc. Theo đó, thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 kể từ 12 giờ ngày 10 tháng 12 đến 12 giờ ngày 17 tháng 12. Yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đấy, lực lượng chức năng thường trực tại các chốt bảo đảm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tính từ ngày 2 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 3.702 ca nhiễm với 2.365 người đã điều trị khỏi được ra viện, 12 bệnh nhân tử vong.
Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 3,1 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Tại Đà Nẵng, thêm gần 200 ca mắc, tạm dừng đến trường với học sinh lớp 1, 2. Ngày 10 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận 198 ca mắc mới với 81 ca cách ly tại nhà, 28 ca trong khu phong tỏa và 89 ca chưa cách ly. Với nhiều các cộng đồng khác là tiểu thương chợ Nại Hiên Đông, chợ Thanh Vinh, chợ Hòa Cánh, nhân viên quán ăn, v.v. Liên Chiểu vẫn là quận có ca mắc nhiều nhất trong ngày với 86 ca. Theo đánh giá của Sở Y tế thì 81 trên 86 ca ở đây có khả năng lây cho cộng đồng. Và cũng trong chiều ngày 10 tháng 12, thì tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố. Thống nhất, tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết các trường sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án đã thực hiện từ đầu năm học. Học sinh lớp 1 tại Đà Nẵng vừa mới được tổ chức đi học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Và hiện tại, thành phố Đà Nẵng đang tổ chức học trực tiếp đối với khối 8 và 9 và toàn bộ khối trung học phổ thông. Riêng học sinh xã Hòa Bắc thì đi học trực tiếp toàn bộ. Thừa Thiên Huế lập cơ sở điều trị F0 không triệu chứng cho công an và phạm nhân. Ngày 10 tháng 12, thông tin từ CDC tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, căn cứ đề xuất của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập cơ sở điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ cho lực lượng công an và các đối tượng can phạm phạm nhân. 100% can phạm phạm nhân tại Thừa Thiên Huế đã được tiêm chủng theo đúng quy định. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, việc triển khai tiêm chủng cho các bị can, phạm nhân là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu vực giam giữ. Và đến ngày 10 tháng 12, tại Thừa Thiên Huế đã có 5.730 F0, gồm bệnh nhân nơi khác chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện điều trị 2.475 ca, có 11 ca đã tử vong, 4 ca bệnh nặng từ các tỉnh khác chuyển đến, các trường hợp tử vong đều do già yếu, bệnh nền. Tạm gác lại những tin tức về dịch bệnh, mời quý vị cùng chuyển qua những tin tức khác. Xăng dầu giảm mạnh nhất trong vòng 21 tháng. Từ ngày 10 tháng 12, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng, RON 95 giảm 1.100 đồng. Các mặt hàng dầu đồng loạt giảm từ 870 đến 1.050 đồng. Sau điều chỉnh giảm từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 22.080 đồng một lít, còn xăng RON 95 là 22.800 đồng. Đây là lần giảm giá xăng thứ hai liên tiếp từ cuối tháng 11. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm theo. Dầu diesel giảm 1.050 đồng, còn 17.330 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 870 đồng một lít, còn 16.320 đồng. Dầu mazut cũng về mức 15.740 đồng một cân, tương đương với mức giảm 730 đồng. Như vậy, thì sau khi tăng lên mức cao nhất trong 7 năm, 24.990 đồng một lít vào ngày 10 tháng 11, thì giá xăng bán lẻ trong nước có 2 đợt giảm liên tiếp với tổng cộng là 2.190 đồng mỗi lít dành cho xăng RON 95 và 1.580 đồng với E5 RON 92. Hà Nội, tuyến xe buýt điện thứ 2 chính thức lăn bánh. Sau gần 10 ngày khai trương tuyến buýt điện đầu tiên ngày 10 tháng 12, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức vận hành tuyến buýt điện thứ 2. Tuyến buýt điện thứ 2 được tổ chức vận hành hôm nay là tuyến E05 có điểm đầu là Long Biên, Vinhome Smart City, quận Nam Từ Liêm vào vận hành. Xe điện hoạt động trên tuyến là ô tô có sức chứa 6-8 chỗ, bao gồm cả ghế ngồi và chỗ đứng. Tần suất hoạt động của tuyến là từ 15 đến 20 phút một chuyến, hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Trước đó, thì ngày 2 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đưa vào vận chuyển tuyến xe buýt điện E05 lộ trình khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Đây là hai trong số 9 tuyến buýt điện thành phố Hà Nội đã có kế hoạch mở trong năm nay và đầu năm 2022. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!